hàng loạt người nổi tiếng bị chỉ trích vì phông bạt sau vụ sao kê. Theo báo điện tử Kinh tế và Đô thị, sau khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc công khai hơn 12.000 trang sao kê, nhiều người nổi tiếng bị tố khai gian số tiền ủng hộ để làm màu. Vào chiều ngày 12 tháng 9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công bố hơn 12.000 trang sao kê liên quan đến số tiền quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian qua. Theo số liệu chính thức, tổng số tiền quyên góp thông qua tài khoản Vietcombank của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc lên đến 527,8 tỷ đồng tính đến 17 giờ cùng ngày. Sau khi các trang sao kê được công bố, không ít khán giả đã tò mò tìm kiếm tên mình trong danh sách. Tuy nhiên, với số lượng sao kê khổng lồ, việc tra cứu tên và giao dịch trở nên dễ dàng hơn nhờ tính năng tìm kiếm Ctrl+F, cho phép truy xuất dữ liệu dựa trên mã giao dịch, nội dung chuyển khoản hoặc tên tài khoản. Từ đêm ngày 12 tháng 9, cộng đồng mạng đã phát hiện hàng loạt người nổi tiếng TikToker và KOL, Key Opinion Leader, bị tố phông bạt, tức khai khống số tiền đã ủng hộ nhằm đánh bóng tên tuổi. Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn và mạng xã hội, khi nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Một trong những nhân vật nổi bật trong vụ việc là TikToker PVA, chủ nhân kênh TikTok với hơn 1,2 triệu người theo dõi. Theo sao kê công khai, PVA chỉ ủng hộ 1 triệu đồng nhưng lại đăng tải hình ảnh chụp màn hình đã chỉnh sửa thành 20 triệu đồng trên mạng xã hội. Khi bị phát hiện, anh buộc phải thừa nhận hành vi gian dối của mình và công khai xin lỗi. PVA chia sẻ, vì sự thiếu suy nghĩ và kém cỏi của bản thân, tôi đã chỉnh sửa để đăng lên mạng xã hội với số tiền sai lệch. Hành động này của tôi là đáng lên án và hoàn toàn sai trái. Một trường hợp khác là một cựu vận động viên thể thao kiêm TikToker. Theo sao kê, cô chỉ ủng hộ 500.000 đồng, trong khi hóa đơn mà cô đăng tải trước đó cho thấy số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Mặc dù cô lập tức thanh minh rằng có người trùng tên hoặc cố tình gây hiểu lầm, nhưng dư luận vẫn không chấp nhận lời giải thích này và cho rằng đó chỉ là sự bao biện. Không chỉ có PVA và cựu vận động viên bị chỉ trích, một số người nổi tiếng khác cũng bị kéo vào bê bối này. Một nhân vật nổi tiếng trên TikTok từng gây xôn xao khi tuyên bố ủng hộ 30 tỷ đồng, nhưng khi cộng đồng mạng kiểm tra, thực chất người này chỉ ủng hộ 30.000 đồng. Tương tự, TDA, một nhân vật khá nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư điện tử, cũng bị tố khai khống khi chỉ chuyển khoản 10.000 đồng nhưng chỉnh sửa hóa đơn thành 100 triệu đồng. Hành động này của TDA bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ, khiến anh phải khóa tài khoản cá nhân để tránh đối mặt với sự công kích. Không chỉ có cá nhân bị vạch trần, nhiều hội nhóm và fanpage cũng bị phát hiện khai gian số tiền ủng hộ. Một fanpage ủng hộ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai bị phát hiện chỉ ủng hộ 200.000 đồng nhưng công bố số tiền lên đến 20 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện, nhóm fanpage này đã lên tiếng xin lỗi vì thiếu trung thực trong việc quyên góp thiện nguyện. Sự việc gây chấn động đã khiến diễn viên Tiến Luật phải lên tiếng. Trên trang cá nhân của mình, anh bày tỏ sự buồn bã khi biết hành động của nhóm fan làm mà không nghĩ, bao nhiêu người vì chương trình mà làm điều tốt, bây giờ tự nhiên lại làm thế này. Trong khi đó, một vị shark nổi tiếng cũng bị kéo vào vụ bê bối sao kê. Tuy nhiên, ngay sau đó người này đã đăng tải hình ảnh thư cảm ơn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc gửi đến gia đình mình vì đã ủng hộ số tiền 500 triệu đồng nhằm làm rõ sự minh bạch trong hành động thiện nguyện của mình. Vụ bê bối sao kê đã tạo nên một làn sóng kiểm tra và chất vấn đối với nhiều nghệ sĩ Việt, đặc biệt những người chuyển khoản với số tiền lớn và che đi số tiền cụ thể đã bị cộng đồng mạng nghi ngờ về sự minh bạch. Hành động gian dối, khai khống số tiền ủng hộ không chỉ khiến những cá nhân có liên quan phải đối mặt với sự chỉ trích mà còn làm giảm uy tín, hình ảnh trong mắt công chúng. Việc công khai sao kê từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc là một động thái nhằm đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động quyên góp từ thiện. Tuy nhiên, vụ việc cũng đã cho thấy mặt tối của một số cá nhân khi hành động từ thiện bị biến thành phương tiện để làm màu và đánh bóng tên tuổi. Điều này không chỉ khiến công chúng mất niềm tin mà còn làm ảnh hưởng đến những hoạt động từ thiện chân chính. Vụ bê bối sao kê vẫn đang gây xôn xao dư luận và có thể tiếp tục lan rộng
khi nhiều nghệ sĩ, KOL và người nổi tiếng bị đưa vào tầm ngắm của cộng đồng mạng. Mạng xã hội phản ứng ra sao trước bản sao kê từ thiện hỗ trợ nạn nhân bão số 3? Theo báo Người Lao Động, những bức ảnh chứng minh chuyển tiền đóng góp thành công vài chục triệu đến vài trăm triệu khiến người xem thấy ấm lòng. Nhưng nay, nhiều con số thực ra là ảo, và những bức ảnh đầy ấm áp trước đây cũng chỉ là cách để vài cá nhân sống ảo tìm kiếm sự tung hô, ngưỡng mộ của cư dân mạng mà thôi. Một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất từ tối qua là cựu vận động viên thể dục Louis Phạm, tên thật Phạm Như Phương. Cô bị cộng đồng mạng tố đã photoshop hóa đơn chuyển khoản đến Mặt trận Tổ quốc ủng hộ đồng bào một khoản tiền ít hơn rất nhiều so với con số thực. Trước sự chỉ trích của cư dân mạng, Louis Phạm đã nhanh chóng lên tiếng. Có thể có những người tên giống mình chuyển khoản cùng một nội dung hoặc ai ghét mình chuyển khoản giống nội dung. Ngay từ đầu, mình nói không công khai, vì vậy mình vẫn sẽ không công khai. Lời giải thích này của TikToker Louis Phạm tiếp tục gây sóng gió trên mạng xã hội. Trong thông tin trước đó, Louis Phạm chia sẻ hình ảnh màn hình chuyển khoản tiền đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Dù không nói rõ cụ thể số tiền, nhưng cư dân mạng đều đoán cô phải chuyển tiền vài trăm triệu bởi cô dùng 8 icon chiếc lá che số 0 và lấp ló có con số 5 ở đầu dãy. Nhiều người cho rằng cô quyên góp khoảng 500 triệu đồng. Thế nhưng mới đây, dân tỉnh lại check và kiểm tra lại bản sao kê, ra một bill có thông tin được cho là khớp với nội dung tên chuyển khoản của Louis Phạm. Nhưng số tiền lại chỉ là 500.000 đồng. Ngoài ra, còn rất nhiều trường hợp khác xuất hiện trong bảng sao kê khiến cư dân mạng bức xúc. Một anh chàng tên DHH chia sẻ đã chuyển đến 30 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Nhưng thực tế, check theo tên thì chỉ có 30.000 đồng. Và không ít những trường hợp khác đã đứng lên kêu gọi mọi người đóng góp, bán hàng online và nguyện quyên góp hết tiền bán hàng. Dù thống kê được 10 triệu đồng, nhưng ở bản sao kê lại cho thấy chỉ đóng góp 100.000 đồng. Hay có người photoshop không kỹ, thay vì gửi cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì lại chuyển khoản cho Mặt trời Tổ quốc Việt Nam. Lũ sông Hồng xuống chậm, người dân khu ven sông vẫn bị bõm trong nước lũ. Báo VN Express cho biết, lũ sông Hồng tại Hà Nội đã giảm 1,54 mét so với lúc đỉnh. Các sông khác ở miền Bắc đều giảm, nhưng nhiều vùng ven sông vẫn có thể ngập kéo dài. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 10 giờ sáng nay, nước lũ trên tất cả sông miền Bắc đang xuống. Thượng nguồn sông Hồng tại Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, lũ đã rút dưới báo động 1, mức thấp nhất trong 3 cấp báo lũ. Tại Hà Nội, lũ sông Hồng xuống lúc 10 giờ xuống 9,76 mét, giảm 1,54 mét so với đỉnh lũ rạng sáng qua và chỉ hơn báo động 1 26 cm. Tốc độ nước rút khá nhanh, khoảng 10 cm mỗi giờ. Lũ các sông Chảy, Lô cũng ở ngưỡng trên dưới báo động 1. Hiện chỉ có lũ trên các sông Hoàng Long, Ninh Bình, Cầu Bắc Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Lục Nam, Bắc Giang trên báo động 3 nhưng đã qua đỉnh và đang rút. Cơ quan khí tượng dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam và sông Thái Bình xuống dưới báo động 3, sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thương tại Phủ Lạng Thương, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên báo động 3. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống báo động 1 9,5 m. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông Cầu, Thương và Hoàng Long tiếp tục xuống nhưng vẫn trên báo động 3, sông Lục Nam và sông Thái Bình xuống trên báo động 2, lũ sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống dưới báo động 1. Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng và Thái Bình có khả năng chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Tại Hà Nội, vùng ngoài đê sông Hồng, nước sẽ rút trong 2 đến 3 ngày tới. Riêng vùng trũng thấp ở Chương Mỹ ven sông Bùi còn ngập từ 10 đến 13 ngày. Sông Tích khoảng 7 đến 10 ngày. Hạ lưu sông Cà Lồ 3 đến 5 ngày. Sông Nhuệ 2 đến 3 ngày. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, từ ngày 6 tháng 9 đến sáng nay, bão lũ đã khiến 233 người chết, 103 người mất tích.
chủ yếu do lũ quét, sạt lở đất, trong đó Lào Cai thiệt hại nặng nhất với 98 người chết, 81 người mất tích, Yên Bái 48 người chết, Cao Bằng 43 người chết. Mưa lũ đã làm gần 68.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó nhiều nhất là Yên Bái với hơn 21 ngôi nhà, Tuyên Quang hơn 18.500, Lạng Sơn gần 7.000, Hà Nội hơn 6.500, Ninh Bình, Lào Cai mỗi tỉnh hơn 3.000. Các địa phương đã sơ tán hơn 74.500 hộ với 130.000 người. Thái Nguyên sơ tán nhiều nhất, gần 26.000 người, tiếp theo là Bắc Giang hơn 13.000 người, Lào Cai gần 8.000. Lũ đã làm ngập hơn 200.000 hecta lúa, 40.000 hecta hoa màu, hơn 22.000 hecta cây ăn quả, cuốn trôi hơn 1.800 lồng bè, làm chết gần 1,8 triệu con gia cầm, hơn 4.500 con gia súc.